cô gái Huế trong thơ Xuân Diệu của tôi. Tôi ngồi điện thoại với thằng bạn ở nước ngoài nhắc về em, kể cho nó nghe câu chuyện của tôi. Nó há hốc kinh ngạc, không ngờ trên đời lại có chuyện như trong tiểu thuyết. Tôi không biết đó có gọi là thần giao cách cảm hay không, có gọi là sợi dây vô hình nào nối tôi và em hay không. Tôi chỉ cần biết rằng tôi thương em lắm. Tôi gọi em là cô gái Huế trong thơ Xuân Diệu. Tuy có một chút sai sót vì câu thơ "ở đây sương khói mờ nhân ảnh" không phải là thơ Xuân Diệu mà là của Hàn Mặc Tử. Tôi bị ám ảnh bởi câu thơ đầy ma mị này. Lúc nhắm mắt lại, tôi nhớ đến khoảng thời gian năm tôi chừng 16 tuổi. Tôi được đi Hà Nội bằng tàu lửa, nhìn những cánh đồng vụt qua trước mắt, rồi những khu đô thị đầy những người, những ánh đèn le lói trên những chiếc thuyền thúng câu mực đêm. Trong tâm tưởng của tôi, từ miền Trung trở ra là những vùng đất mờ ảo, nhẹ nhàng và lãng đãng. Em không ở Huế, em người Sài Gòn. Câu thơ "ở đây sương khói mờ nhân ảnh" là của Hàn Mặc Tử, nhưng tôi vẫn gọi em là cô gái Huế trong thơ Xuân Diệu. Thằng bạn tôi ngạc nhiên hơn khi tình cảm của chúng tôi dành cho nhau cũng đã hơn một năm rồi. Em vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng, vẫn đầy trìu mến, vẫn yêu quý tôi. Nhưng em vẫn không là của tôi, theo như quan niệm của tôi về quyền sở hữu một cá thể. Nó bảo, sao không tiến tới đi? Tôi chỉ biết cười trừ, làm sao đây? Tôi và em hay nói chuyện ban đêm, vì ban ngày cả hai đều rất bận, không thường xuyên mỗi ngày. Nhưng khi nhớ nhau thì tìm nhau. Có chuyện rất vui và kỳ lạ, cứ hễ ban ngày tôi dặn lòng tối nay mình sẽ gọi cho em để nói chuyện, thì đêm về em đã nhắn tin cho tôi trước, ngay khi tôi chưa kịp bấm số em. Em không dùng số mình để nhắn tin, mà dùng số lạ, lúc nào cũng thế. Và nội dung tin nhắn cũng rất đổi bình thường. Anh đang làm gì đó? Hay còn đơn giản hơn là hi hi. Vậy mà tôi vẫn đoán ra là ai. Tôi kể cho em nghe về sự trùng hợp này. Em cười, theo tôi xạo. Nhưng em cũng vẫn thế. Tình cảm của chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở những cuộc nói chuyện dài thâu đêm, những buổi ăn trưa chóng vánh, nắm tay trong vội vã, và những cái hôn chưa đủ để gọi là lắng sâu. Có thời gian tôi quyết định quên em đi, vì như Xuân Diệu thì nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ, em ơi, tình non sắp già rồi. Thế là tôi có người yêu. Một hôm tôi nghĩ tới em, tối đó em bất ngờ nhắn tin, tôi gọi lại, ngập ngừng rồi kể cho em nghe. Em khóc. Lần đầu tiên trong gần một năm nay, em bảo em yêu tôi. Đến nay cái thằng tôi vẫn đang cô đơn, vẫn đang kiếm cho mình một dáng hình. Em vẫn là cái nhân ảnh đầy mờ ảo. Em xuất hiện trong những giấc mơ, đẹp thanh thoát, vẫn cười khúc khích khi tôi trêu. Em có thương anh không? Biết rồi mà còn hỏi. Sao anh cứ thương em hoài thế? Bộ anh không muốn thương em nữa à? Em là người duy nhất cho đến giờ khiến tôi hôn thật nhẹ vào màn hình điện thoại. Sau mỗi cuộc điện thoại hay những cái tin nhắn. Và chắc chắn đêm đó tôi sẽ ngủ ngon.
Nếu thương ai rồi thì thương suốt cả cuộc đời, cho dù bạn đã yên bề gia thất.